Nhiều người mới bắt đầu khi câu cá vì cốc bắt được tín hiệu phao. Vì vậy, đôi khi sau khi cá ăn mồi, bạn nắm bắt được thời điểm giật cá, gây ra tình huống đóng không có cá. 7. Hôm nay chúng ta sẽ học 7 loại tín hiệu phao cơ bản. Trong 5. đó có 5 loại cá vừa và 2 loại cá lớn. Loại nhịp đầu tiên là chìm rất chậm và mạnh. Kiểu phao nổi này thường xuất hiện khi chúng ta câu cá lớn. Nó chìm rất chậm và rất mạnh. Trong trường hợp này thì chúc mừng bạn, đây là nhịp phao của loài cá lớn cắn móc và ăn vào miệng. Lúc này chúng ta phải lập tức tập trung để bắt được con cá lớn. Lý do tại phao xuất hiện hiện tượng chìm đặc biệt chậm và mạnh mẽ. Trên thực tế, môi của chúng tôi sau khi súng nước cá lớn đã ăn mồi. Sau đó từng chút từng chút từng chút một bơi về phía nước sâu, cho nên lúc này phao sẽ từ từ chìm xuống. Sẽ không xuất hiện tình huống mất phao đột ngột. Rất nhiều người câu cá vào thời điểm này, đôi khi cảm giác như bị treo đáy. Đừng thư giãn vào lúc này, đây là con cá lớn đang cắn mồi của chúng ta. Tiếp theo, người câu cá linh là cá sẽ cho bạn xem nhịp phao thứ hai là phao lên đỉnh và nghiêng. Loại nhịp phao này thường xuất hiện khả năng là con cá lớn. Đặc biệt là khi chúng tôi câu cá. Loại chơi này thường xuất hiện khi cá biên, đó là trôi bắt đầu từ từ nổi lên và bắt đầu nghiêng từng chút một. Lúc này là cá ngậm mồi bắt đầu nổi lên chúng ta nhất định phải để ý lúc này chúng ta giật cần vì cơ bản là có thể bắt được một con cá chấm cỏ lớn ngay lập tức thông thường trong trường hợp nào xuất hiện lại nhịp phao này tương đối nhiều hơn một là chút chúng tôi câu cá một số loài cá nổi ví dụ như câu cá khi cá chép hút mồi thường xảy ra là cá ngậm mồi và sau đó bơi từ tầng giữa và tầng dưới của nước lên tầng trên lúc này phao của chúng tôi giảm do trọng lượng chịu được bắt đầu nghiêng trên mặt nước chúng ta có thể lập tức giật cá Giai đoạn thứ ba của phao là phao nghiêng và di chuyển. Khi chúng tôi câu cá, đôi khi chúng tôi nhìn thấy phao. Nó không chỉ nghiêng mà còn liên tục di chuyển trong nước đổi hướng. Lúc này chúng ta phải nhanh chóng giật mạnh. Bởi vì lúc này có 89 phần 10 đều là một số loài cá lớn. Chúng đang bơi xa hơn với môi. Lúc này chúng ta giật mạnh, có thể sẽ thu hoạch được một con cá chép lớn. Thông thường những con cá nhỏ, môi của chúng đều là trôi giặt tại chỗ, nghiêng về phía chìm xuống khi cá lớn ăn mồi chiếc phao không chỉ nghiêng mà còn di chuyển đến những nơi khác vì vậy nếu chúng tôi tìm thấy chiếc phao kỳ lạ này trôi về phía chúng tôi chúng ta nhất định phải đóng cá đừng bao giờ buông lòng cảnh giác và nghĩ rằng cá nhỏ đang câu tổ lúc này thường là cá lớn đang ăn mồi của chúng ta cho nên lúc này giật cá về cơ bản hoàn toàn không có vấn đề gì loại tín hiệu thứ tư là nhịp của chúng tôi sau khi cá ăn mồi một lúc bắt đầu chìm xuống nước hơn nữa qua hai ba giây vẫn không nổi lên mặt nước trong trường hợp này là cái mà chúng tôi gọi là mất hình. Hơn nữa, nồi không nổi trong một thời gian dài có nghĩa là con cá này đã ngậm mồi trong miệng rồi. Lúc này tương đương với việc bạn đã hết móm rồi. Lúc này chúng ta đồng cá, về cơ bản có thể đảm bảo tỷ lệ có cá trên 90%. Nhưng chúng ta bình thường trong câu cá hoang dã xuất hiện hiện tượng ăn miệng chết này không phải là quá nhiều. Cá thông thường của chúng ta thường giống cá chết, thường xuất hiện loại hình trôi nổi này. Vì vậy, nếu có tín hiệu như này, về cơ bản chúng ta có thể xác định rằng dưới nước về cơ bản là cá giết hoặc chép, Cho nên tại thời điểm này tỷ lệ cá trong cần nước ngoài của chúng tôi vẫn rất cao. Đừng đợi đến khi phao nổi lên. Lúc này đã hết móc rồi. Kiều ăn mồi thứ năm rất kỳ lạ. Hắn chỉ là trôi nổi tại chỗ run rẩy. Rất nhiều bạn bè của người câu cá nghĩ rằng phao đang run rẩy hoặc xoay tròn tại chỗ. Là dưới nước bị treo các đồ lặt vặt khác. Thật ra không phải như vậy. Thông thường xảy ra tình huống này là một số loài cá ăn thịt ăn mồi dưới nước ví dụ như cả da trơn cả đen chúng ăn mồi đều như thế này nó không nổi cũng không chìm chính là trôi nổi tại chỗ không ngừng run dày hoặc là nói trái phải nghiêng lắc lư tất nhiên cũng không loại trừ một số loài cá nhỏ ở trong tổ đó ví dụ như hồ nằm trên mặt đất cũng là loại Nhưng hầu hết này. thời gian nếu phao xuất hiện tình huống run dày tại chỗ thường là cá đen cả da trơn hoạt động dưới nước lúc này chúng ta đừng ngần ngại chờ đợi tín hiệu phao nữa Lúc này chúng ta trực tiếp làm khô đại dương, về cơ bản là có thể trồng được một con cá đen lớn. Tiếp theo, người câu cá linh là ca sẽ nói về nhịp phao không trúng cá. Nhịp phao thứ sáu là sau khi phao đột một chìm xuống, rồi đột nhiên lại nổi lên. Trong trường hợp này thường là cá nhỏ đang phá môi. Thông thường giống như khi cá trắng hoặc cá bên trong nước đến cắn móc. Điều này xảy ra hầu hết thời gian. Và nhiều người câu cá chúng tôi nghĩ rằng tất cả đều là cá lớn đang cắn móc. Thực ra không phải như vậy cá lớn cắn móc sẽ không xuất hiện tình huống trôi giặt đột nhiên chìm xuống rồi đột nhiên nổi lên. Ví dụ như khi cắn câu cá, tất cả đều là trôi nổi bắt đầu từ từ chìm xuống, sau khi chìm xuống nước, phao không nổi lên. Một lát sau, khi cá bắt đầu bơi lên tầng trên mới nổi lên. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn hơn một chút, đợi đến khi phao chìm xuống nước một chút, nếu không nổi lên, lúc này chúng ta có thể trực tiếp nâng cần. Bạn có thể bắt được một con cá lớn hơn ngay lập tức. Cho nên hai cái trôi nổi hướng về phía chúng ta phải chú ý phân biệt. Loại trôi giạt thứ bảy là sau khi trôi giạt vào nước từ từ khôi phục lại sự điều chỉnh của chúng tôi. Năm Ví ba, dụ, khi chúng tôi điều chỉnh năm lưới câu ba lưới, chúng tôi điều chỉnh đến một nửa, bởi vì mồi trên móc cá của chúng tôi quá nguyên tử hóa. Cho năm, nên qua một lát trôi nổi lên trực tiếp trôi lên thành nắm mắt. Điều này chủ yếu là do trọng lượng trên móc cá của chúng tôi đã giảm, đó là lý do tại sao anh ấy nổi. Trong trường hợp này, nếu mồi được phun quá nhanh, 8. chúng tôi có thể sử dụng 80% mồi cá, sau đó thêm hai lớp bột vẽ dây vào bên trong để điều chỉnh trạng thái mồi của chúng tôi mồi cá sẽ không phun sương nhanh như vậy lúc này chúng ta trực tiếp chờ sau khi cá ăn chết sau đó chúng tôi trực tiếp làm có thể trồng được một con cá lớn 7. trong video này người câu cá nâu no peter dạy bạn câu cá bảy loại hình nổi cổ điển 5. bao gồm năm loại cá trung bình trôi giạt và hai loại cá không trung bình trôi giạt các bạn câu cá đã học được chưa